Good morning cả nhà. Hôm nay thì là được một cái ngày off trước khi Ben đi vô học ha, thì tụi em sẽ đi Austin. Rất là thơm mùi vải. Đúng rồi, tại là nó gọi là ly chi mà. Hello cả nhà, bây giờ gia đình em sẽ xuất phát đi Austin. Đây, người quan trọng lái xe ngày hôm nay là ba Chí, đây là Ben, Út Như, mẹ và cô gái đu con. Bây giờ mình sẽ xuất phát và đi những địa điểm khác nhau. Lên đường. Điểm tham quan đầu tiên của nhà em có tên là Newman Castle nha mọi người. Ủa, ok, trên đường đi là chúng em đã gặp một bé chó, bây giờ là nó dắt mình đi đâu đây nè? Là bây Mình giờ vô nó không cho, mình vừa mở cửa, phải vừa mở cửa xuống cái nó quay trở lại. Nhảy nó kêu tới, ra. nhảy Ủa rồi đâu rồi? tới. Nó quẹo rồi. Đi đâu rồi? Quẹo ra tới cửa rồi. Mất tiêu rồi. Bên tay trái. Thật là bí hiểm, bí hiểm. Rồi đó, nó đứng rồi đó. Đâu? Đó. Kìa, đứng trước cửa kìa. Ủa, chỗ này nãy mình đi vô hả? Hả? Nó dẫn ra ngoài cửa. Nó kêu đi ra đi. Nó kêu ra nó không cho vô hả? Tại Nhưng mà vì chưa nếu không đến cho giờ. vô thì cái cửa đừng phải đóng không chú? Chưa tới. Chưa, cửa chưa mở. 10 10 giờ mới được mới mở mở. cửa. À, 10 rưỡi mới mở cửa. Bây giờ mình đi ra. Giờ mình ra đây mình Đây. đợi. Kêu chó bí hiểm. Ủa, Đứng hôm đứng nay kìa. có sinh không giờ? So the food is from this bakery. Yeah, from the bakery. Yeah, he owns the bakery and this castle. Okay. His name is Mike Newman. Matt. Mike. Mike. Mike Newman. À, đây, mọi người có thể thấy đằng sau lưng em là cái lâu đài Newman ha. Thì hồi nãy ông nói là đáng lẽ là tụi em sẽ đi mua vé nhưng mà không biết. Thì nãy ông nói gặp cái ông nhân viên ở đây á, ông nói là nói gì Như quên rồi. Ông nói là để vô được đây là mình phải mua vé, nhưng mà được cái là vé nó có luôn cả người ăn ta sẽ uống. cho mình ăn uống, có trà, có bánh. Cái cá sổ, cái lâu đài này á là chủ. Ok. Đáng lẽ là nãy nó ông nói gì? Ông Newman đó là ông sở hữu cái cá sổ này với lại cái lâu đài này và một cái tiệm bánh và một nhỏ. Cái tiệm bánh luôn. Lát nữa là tụi mình sẽ được ngồi ở đây để nghe về sự tích lâu đài. Nóng quá hả mẹ? Nóng quá. Bên hơi lộn mà Như quấn tóc cho mẹ. Quay lại kỷ niệm xong rồi cái tới bữa đó mẹ quấn tóc cho cô, mẹ khóc khóc khóc. Bây giờ con gái quấn tóc cho mẹ. Về bữa con gái xuất giá mẹ quấn tóc cho con. Cái khóc nữa. Khóc nha. Tôi quay tư liệu. Quay lại nè. Nè cổ mày trước đi hay còn cái đuôi. Đây mọi người, bé chó hồi nãy gia đình em đi theo nè. Trời rất là khôn luôn. Hồi nãy vô hả, không có ai á, cái nó dắt mình đi ra, nó kêu mình đi ra đi. Đứng nó chờ, nó kêu mình đi ra ha, không được vô đây, thông minh dễ sợ. Thì cái lâu đài này là mọi người gọi là Newman Castle ha, là của cái ông chủ tiệm bánh và cũng là chủ sở hữu của cái lâu đài này tên là Mike Newman luôn. Và hả, ở đây thì thay vì là ổng muốn xây một cái nhà trên cái mảnh đất to này thì bây giờ ổng làm một cái rất là khác người, ổng xây một cái lâu đài cho riêng ổng luôn. Good morning. Thank you all for coming. And then this is Newman's castle. Well, I'm not the king cat, King Newman. We just work for him. He's still asleep. But that rough night last night. Well, thank you all for coming. Hay da. Hay da. Sau khi một bài thuyết trình của chú đó thì mình sẽ được đi vô trong tham quan lâu đài.
Và chú đó nói là lâu đài này thật sự là có người ở luôn, là cái ông Newman, cái chủ đó, chủ lâu đài, cái ông Newman đó, ông ở đây luôn. À, cái cọng dây này nãy ông nói là bị đứt rồi nè, nên đáng lẽ là nó sẽ được mở xuống, nhưng mà bị đứt rồi. Không, bây giờ mình chỉ mở được thôi, không có kéo lên được. Đây mày coi. Hay nào. Wow. Đi vô trong mình tham quan đi nè. Tham quan lâu đài. Wow. Rất là giống một cái lâu đài cổ xưa. Hả? Cổ. Không phải. Cầm quay giùm Út kìa. Một cô gái YouTuber đang sắp nổi tiếng nha mọi người. Rồi vô đi. Đi ra kia, đi tìm đồ ăn ăn đi chứ. Không, qua đây đi, qua đây. Trong đây là phòng ăn nha mọi người. I know, nhưng mà đi xếp hàng đi, mình đi vòng vòng mình quay thôi. Và 20 đồng của tụi mình là sẽ bao gồm một phần đồ ăn ha, rồi có nước nữa đó, nước lạnh hoặc là trà. Dạ, cái đó là nước, còn bên này là trà. Đây con quay cho. Lấy một cái đi, cái này thước kì. Cái này ham and cheese. Hả? Ham and cheese không? Lấy đi, là mình lấy 5 phần. Nhà mình mấy phần, lấy chưa? Như lấy chưa? Ham and cheese. Này lấy gì? Thước kì hả? Thước kì, ham and cheese. Ui cha. Nhà mình 5 người. Mấy phần rồi? Oh, why any restaurant? Một phần nữa. Phần ngoài restaurant. Ờ. Nè có nước kìa. Bánh nè mọi người. Bánh gì? Bánh ngọt. Oh. Yeah. Thích bánh ngọt lắm nè. Còn đây là donut. Rồi nói đi, YouTuber nói đi. Một phần 20 đồng. Không, cái này là thì mình tụi mình trả 20 đồng cho tiền vé, và trong tiền vé cũng có cho mình tài trợ luôn cho mình đồ ăn luôn. Mình gọi cái gọi là ham and cheese, thịt ham và phô mai. Ham and cheese, thịt ham và phô mai, thịt nguội với lại có cái cục cà chua thuần tây giống nhau hết, với gì? Dưa leo ngâm, dưa leo muối giống nhau hết. Bây giờ mình mở tại vì đang sáng giờ không lãng gì luôn á, say nắng. Thấy cái mặt đỏ leo không? Ừ, có chiếc nữa rồi. Đây gọi là say nắng luôn mà không phải say nắng tình anh. Không phải say nắng tình anh mà là say nắng. Say nắng nắng. Say nắng nắng. Xe ra ăn này, ăn này tiếp không ăn đâu. Okay. Uống nước đi. Đây ăn tiếp luôn. Nước trà kìa. Bánh này mà để thôi mình dạ nước ăn thôi. Ừ. Thư về tới chiều thư. Đi tới chiều tối mới về nhà. Bỏ thùng tại... đá đó, vô cái bịch cái vô cái bịch. Không ăn được con mèo không? Con bỏ vô cái túi đá đó. Thôi vậy bỏ vô. Tại mấy cái con ăn. Bỏ chưa rồi ra. Mà đem để yên nguyên cho nghe. Để yên nguyên cho đó đi, ngoại rải cho con mà. Cũng thôi là người ta có cái phòng ở trong nhà để ăn, chúng ta chưa ăn ngoài giả ngoại ngoài chợ chắc sử dụng. Con mèo mát hồi kia tại vì như yếu hả? Cái tường tường đây á, người ta xây dựng tường 20-20 gạch, không để đóng gạch xi măng. Đúng, có phải gạch mới biết đâu, nhưng dưới đó cái rất mát. Như ở Đà Lạt thôi, gạch 20 nó cách nhiều chứ. Đây cái cửa sổ nhìn thấy biết. Việt Nam đi Đà Lạt. Ê, cái ly của bé nãy đâu bỏ vô? Bỏ.
dục hả? Rồi, ba dục. Nó để dành đi. Ừ, ta nói ba mày biểu dục đi. Thôi. Này, nước trà. Nước trà. Không đường. Trời cứng vậy. Cũng ly. Cũng ly. Cũng ly. Nó nói là đưa cho ông ngoại của. Nó nói đưa cho ngoại uống không? Ở ngoài uống ngon. Cùng lại mời, mời cùng lại cùng lại. Đâu hai ba bên đưa vô. Mà. Hết nước rồi. Hai ba. Bây giờ là rồi vô. Không khỏi hả? Ra gì? Mẹ lúng mà bung bê răng nó vô ra vô ra. Vô ra vô ra. Ừ. Mẹ ăn đi. Ờ nãy chay tương ớt bỏ ngoài chó chứ để cho chó gì? Hồi con đi. Chó đó, con chó nãy ông nóng lắm, đâu hành ông chủ đâu. Ở đây thì mình có một cái bài báo nè và có hình của ông chủ của cái lâu đài này luôn. Và ông tên là Mike Newman. Ở đây mình có cuốn sổ nha mọi người, ghi tên kỷ niệm Family, The Nguyên, The Nguyên Family đã đặt chân tới lâu đài này. Mommy Family, Mommy Nguyên, Tâm Nhân Nguyên. Rồi xong ghi. Ghi đi. Ghi Nguyên Family Houston. Nice to visit you. Môn. Môn. Ui, ý, đổ gì vậy? Nguyễn, Nguyễn thiếu gì? Nguyễn. Đây là cái con dao, Ben ơi, không phải cái súng. Đi. Còn đây là cái gì đây ta? Nói được không? À cái này là cái tivi, tủ đựng tivi. Bên ngồi đây em, bên ngồi đây. Còn có cái piano nữa nè. Kéo ghế ra ngồi. Rồi đó, biểu diễn đi nè. Biểu diễn cái đi nè. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Don't break it, ok. Đánh bài khác đi, hello hay gì. Ôi giời ơi nắng. Đó, đứng ngay tầm 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. Wow. Đi vô đá 20 giờ. 12 giờ trưa lên đỉnh tháp phơi nắng nha mọi người. Hả? Oh. Huh? Ok. Đi, rồi, go. Yeah. Wow. Ở đây thì mọi người có thể thấy được trang trí với lại rất là nhiều gỗ ha. Và có khiên nè, kiếm nữa. Rất là giống như một cái lâu đài thực sự luôn. Tour trải nghiệm lâu đài đã xong và bây giờ thì mình sẽ lên đường đi tiếp. Và địa điểm tiếp theo của chúng em là Bluebell Creamery. Ở đây là cái chỗ làm kem rất là nổi tiếng luôn nha mọi người. Và kem ở đây rất là ngon. Đây là mẹ của em đang sống ảo cùng chiếc xe. Cái chỗ đó là hình như nó chỉ có bán kem thôi à. Đúng rồi. Ok, đi. Observation nè. Dễ thương chưa? Đây là mình có một cái bức tranh vẽ trên tường luôn. Vẽ nè những chú bò. Một cái trang trại. Mình đi vô thăm cái công ty sản xuất kem nha mọi người. Và đây là cái nón. Mẹ ơi nón nè mẹ. Yeah. Đỡ nón vô mọi người. Còn đây là nơi trưng bày những cái vật phẩm
kỷ niệm của những cái vận động viên bóng chày ha mọi người ha. Đây trên tường là treo rất là nhiều hình ảnh của các cầu thủ bóng chày luôn, thông qua những năm tháng về trước và hiện tại luôn. Đâu Cassie, cái gì vậy? Cái nón gì mà nó đâu có vừa đâu. Trời dễ thương vậy. Thì con cái đó nhỏ mẹ ơi. Có nhiều size. Size bự. Bạn ngáo không kể đi. Chụp ngay cái đồng cỏ kìa, không chụp. Kiểu vậy. Đây là tất cả các vị flavor. Wow, a lot of flavor. Rất là nhiều mùi vị kem. Ở đây mình có gift shop nè mọi người, quà lưu niệm, quần áo ha, nón nè, nắp nè, thương không? Đó, con bò sữa thấy cưng quá. Còn đây là cái apron. Ok, so cái này là cái chỗ mà mình được vô để mà mình coi chỗ người ta sản xuất của mọi người, nhưng mà họ ghi là không được chụp hình, quay phim hay là đồ ăn thức uống ở khu này ha, nên em không có vô trong được, nhưng mà bây giờ gia đình em sẽ vô trong coi rồi kể cho mọi người nghe ha. It's a lot of flavor. New flavor? Dr. Pepper. Oh, Dr. Pepper flavor. Move it on with the, okay. Huh? Which one? Cái happy track là gì vậy? Happy track. Ooh. Nhiều quá. Ngọt quá. Ngọt lắm á, nhiều, nhiều loại quá. Là cái này là một đồng một cup nãy hả? Oh. Can I get the southern blackberry coffee? Ben, pick. Cái vị mà lạ lạ. Okay, pick the. You have to tell them. Dr. Pepper. $1. $3. $3. Bưng ra cho ông ngoại đi con.
Okay. Let's go. Mình sẽ có mùi gì đây Như? Blackberry. Cái này là blackberry, dâu tầm đen. Cái này là sô-cô-la. Sô-cô-la từ Đan Mạch hả? Đan Mạch. Hà Lan, Holland. Cái này Denmark hay là đất, gì? Đất là của cái Hà Lan. Đất tulip. Đất hoa. Ok, đất là Hà Lan hả? No, Hà Lan là Holland mà. Hà Lan là Netherlands. Oh really? Cái đổi tên nhiều lắm, mệt lắm. Còn cái này là gì Ben? Dr. Pepper. Dr. Pepper. Bao uống thử cái này chưa? Uống. Uống cái sang trứng tâm lý xong. Ăn mà sang trứng tâm lý luôn. Ok, let me try. Bữa nào có vậy? Cái này là rau nước không? Dâu tầm đen. Không có nước. Ừ. Thơm hả? Thơm. Cho mày thử cái đất rồi bé bờ coi. Cái gì mà ăn như nó chê dữ trời. Cái mùi đó. Mẹ có sầu riêng đưa mấy bà này đúng mùa này giống như cherry sao ta cherry không phải cherry á, giống như mùi Dr. Pepper vậy á. Cái kem nó tên Dr. Pepper, cái mùi ăn cái mùi cái Dr. Pepper hay quá. Đấy là cái mùi phải là mùi sô-cô-la. Đúng. Dr. Pepper nghe mùi sô-cô-la. À thì giống như mùi Dr. Pepper á. Ừ thì giống như cái mùi của cái nước Dr. Pepper. Ừ không, đấy là cái mùi với sô-cô-la. Vanilla nó mới được. Ừ. Thôi. Chứ Dr. Pepper không có nghe giống mùi Dr. Pepper. Nó chỉ bẩn hết cái mùi villa nè. Về Bali. Villa. Villa. Villa nè. Villa. Villa. Villa nè là gì ta? Villa. Villa biệt thự. Trời ơi, kem dẻo kiểu chị. Ba thích mùi nào ba? Mùi sầu riêng. Mùi villa. Ba thích mùi gì? Ba thích mùi gì ba? Là ở nhà đã ăn mua chắc mùi cái ga lông. Ở nhà mình ăn nhiều vanilla rồi, giờ mình thử mấy vị mới. Vanilla nữa. Vô đây đồ ăn villa nè. Villa biệt thự. Đồ ăn villa nào ghê chứ. Đồ ăn mùi sầu riêng. À sầu riêng. Tiệm kem Mỹ rồi ăn mùi sầu riêng cho mọi người. Mình cứ cần phải nêu ý kiến em cũng muốn ăn mùi sầu riêng để cho nó bỏ ẹt vô cái mùi sầu riêng như trong danh sách không? Nó bán cho dân Việt Nam thôi. Mình có quyền mình gửi email, mình thông báo, mình yêu cầu mà. Cái tiệm đóng cửa luôn, không ai dám trong nhà máy. Ai nói trời, người ta hả bán cho dân châu Á. Không, người ta người làm á, người làm nhiều nổi. À, mướn châu Á làm. Trời ơi, những người nhân viên apply vô người ta kêu cần tuyển nhiều người chịu đựng được mùi sầu riêng. Ê, nó có cái làm nó giống lá cờ Mỹ luôn kìa. America flag kìa. Đó. Sắp ai cho Mỹ cả. Yeah. Đó kìa, nguyên một cái xanh đỏ đó nè, thấy không? À, nó sắp lắc vào Mỹ. Ờ. Ôi đẹp. Thấy không? Chụp lên. Nãy giờ không thấy luôn hả? Ừ. Nãy giờ mẹ thấy mà, nãy giờ đi vô thấy chứ. Thấy nhưng mà mẹ nhìn mẹ không biết. Ờ. Hồi nãy mình đi vô trong đó nó không cho mình quay phim á. À. Thì dây chuyền sản xuất nhưng mà mình không có được coi cái cách như là người ta đổ kem hoặc là trộn kem như thế nào. Nó để cái đó Việt Nam không có được. Không có được coi người ta sản xuất nhưng mà mình chỉ coi được cái khúc mà người ta đóng gói thôi. Coi được thành phẩm. À thì ra đó, đây là đã gọi là bluebell. Là cái chuông màu xanh này nè mọi người. There you go, chuông xanh. Hãng kem chuông xanh. Bluebell nè, ice cream nè. Ok, bây giờ thì gia đình em đã tới nơi. Và bây giờ mình sẽ đi đậu xe. À lộn, mình đã đậu xe rồi, bây giờ mình đi tính tiền. Mình trả tiền đậu xe trong khi mọi người đang unload kia ha. Đi ra kia tính tiền.
Ồ, hên ghê cả nhà, lúc mà em đến cho đây cái cột này là trả tiền nè. Thì out of network. No parking required. Thế là không cần phải trả tiền. Tụi em sẽ đi xuống suối bây giờ đây. Tụi nó giăng nắng ấy chắc cũng ủa che nắng cho ba với kìa Như. Nắng lắm không? Nắng lắm luôn mọi người ơi, bao nhiêu độ? 110 độ nghe. Quá trời mát. Mát bể đầu. Trời đang mát bể đầu. Ok, bây giờ mình đi xuống suối nha. Thì đi theo người ta nè, biết bao nhiêu người ta đi xuống dưới. Rất là nhiều nhiều người ở dưới suối. Như với ba che chung đi. Nắng quá. Nhớ cái năm mà gia đình cả nhà mình đi Austin. Cái đợt năm 2020. Năm 2020 là vào tháng tháng mấy ta? Tháng 2 hả mẹ? À, và mình có nhớ là trong năm 1000 ủa lộn. Và mình có nhớ là cái năm 2020 dịch Covid xảy ra thì tụi mình có ghé Austin vào tháng 7 năm đó, thì về là bệnh luôn nguyên một nhà. Cô dịch nguyên một nhà. Không phải tháng 7. Hình như là tháng 5 á. Cuối tháng 5 á. Wow. Ủa? Ủa dưới đó mình còn đậu xe được nữa kìa. Ôi giời ơi, đâu biết đâu. Coi chừng á, cẩn thận á. Đường hơi chân chợt. Bên đó ngoại con. Rất là khó đi. Nhảy luôn. Ây da, ây da. Cái này vừa đi vừa quay phim mà vừa té sắp mặt nữa nha. Cái này mình đi đi suối. Còn suối hôm nay tụi em đi thì có tên là Barton Spring ha mọi người ha. Khá là nóng. Ui ui ui. À, cái này là cái biển khe suối nè. Nè. Wow. Té nha mọi người. Cẩn thận. Kiếm chỗ mát mát ngồi nè. Oh. Ở đây là mình có hai khu vực ha mọi người ha. Cái khu này tụi em đi là mọi người không có cần phải trả tiền vô cổng ha. Còn cái khu ở trên đó đó là mình sẽ trả tiền vô cổng, tại vì người ta làm thành một cái hồ bơi á. Còn đây thì mình có quyền được tự do, miễn phí. Ok, let's go. Alright, hơi bị nắng chút xíu. Giờ mình đi kiếm chỗ nào mát mát, mình thả neo. Nước mát lạnh giống như là nước trong tủ lạnh đó men. Rất là mát. À, đứng hồi thấy lạnh. Mang đi. Ok, you can mang dép. Yeah, mang dép đi. Ồ mẹ ơi, thả cho con đôi dép đi. Ở dưới đây nó đá mẹ ơi. Đi. À. Nước lạnh. Mang dép vô đi cho nó lạnh. Đây da. Ok. Let's go. Jump down. Jump down. Ở đằng kia kìa. Đây. Nước thì cũng khá là trong mọi người. Ra đây mình quay cho mọi người coi ha. Rất là vui. Ồ đằng kia kìa. Mọi người đang trượt nước đằng kia kìa. Đó.
Còn khúc mà cái này thì nó không có sâu lắm đâu, kế tở đầu gối thôi. Đằng kia thì sâu hơn nè. Đó. Quá lạnh, quá lạnh. Lạnh không? Ok, đi cậu. Lạnh hả mẹ ha? Mát hả? Đi từ từ ra. Rêu nè, rất là nhiều rong rêu ở dưới đây ha, nên cũng khá là trơn chuột á. Đó. Té. Hả? Lấm. Ui dồi ôi, nó trôi. Ý dạ. Nè, học vô. Đến lúc đó mày quay lại cái mới sáng. Đây, ui trời má, ui trời má ơi. Trơn. Trơn trợt. Mát ghê á. Đi ra kia kìa. Đó, ra kia với ngoại kìa. Ra kia nó sâu kìa. Ra đó ngồi kìa. Ok, ra đó ngồi đi. Coi chừng rêu á mẹ ơi, coi chừng nó trơn á. Mát quá à. Nhưng mà ở trên thì nóng ở dưới rồi. Mát. Nước xuống mát lạnh luôn. Nước xuống mát lạnh. Lúc đầu thì thọt chân xuống thì nó hơi lạnh chút, nhưng mà lát từ từ quen. Mọi người có thấy cá không mọi người? Rất là nhiều cá luôn. Wow. Đây bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ đó ha. Cá quá trời luôn mẹ. Trời ơi nước mát quá trời luôn, mát lạnh luôn. Mát lạnh ha. Ở trên nóng, hơi nóng mà chúng ta mát lạnh luôn. Đi té nãy giờ. Ở trên té vướng cái máy. Đang cố gắng. Rồi. Đi đi đi. Đi đây sâu lắm nha. Không có sâu, tới đầu gối à. Mát rồi nè. Mát lạnh luôn. Đây đằng xa xa cần kia thì mọi người có thể nhìn thấy là rất là nhiều chú chó. Thấy không, người ta mang chó ra đây nè, vui ha. Tắm chó. Tắm chó. Vậy mình tắm chung với chó. Mình là thân thiện đúng không, chó là bạn được, của người. Mình được tắm chung với chó. Bạn kỳ quá. Người ta là chó, người ta đang vui luôn á. Đang chơi luôn á. Suối mát lạnh luôn. Rất là vui luôn mọi người. Trời ơi, con người ta đem chó ra chơi kìa. Wow, dễ thương quá. Ở đây người ta có chèo xuồng nữa. Mình có xuồng mình đeo ra mình chèo. Mẹ, mát không mẹ? Good, good, good. Ở trên tắm nắng, ở dưới tắm nước. Ở trên tắm nắng. Đọc lại Houston. Đâu có lạnh đâu. Hồi nãy ngồi té xuống mấy lần đó hết lạnh rồi. Thì cái nước nó khá, tới đây thì có chỗ sâu chỗ cạn. Chỗ này thì nó lên tới hơn đầu gối chút xíu. Đó, rồi bây giờ Ben sẽ bơi nha. Nãy giờ Ben té mấy lần rồi cũng đỡ rồi. Ok Ben, bây giờ sẽ quay quay hình mấy bé cá ở dưới sông. Ồ quên, này sông hay suối? Suối phải không? Nè cái con suối nhỏ nha mọi người. Suối này có tên là Barton Spring ở thủ phủ Austin, Texas. Ok, và địa điểm tiếp theo là mình sẽ đi ăn cho no cái bụng nha mọi người. Mình sẽ ăn ở cái tiệm gọi là 1618 Asian Fusion.
mát quá. Ở ngoài mình sẽ có cảm giác là lần đầu tiên là mình cảm giác như là nắng bể đầu, mình được nắng bể đầu thiệt luôn. Và bây giờ là mình sẽ vô trong đây mình ăn. Ủa cái đó giống đồ ăn, ủa cái cọng hộc, ủa cái đó là cái gì anh nuôi hả? Mì. 444 giống như chi á. Nổ. Phải không? Ồ, không biết. Nó nói gì nuôi không? Rất là đuối nha mọi người, nhà em ai cũng đuối. Phơi nắng quá mà. Wow, có quầy rượu nữa. Quầy bar nè. Nhìn đẹp quá ha. Ở đây có sân khấu nữa, chắc là buổi tối cuối tuần sẽ có nhạc. Giờ mình ăn thử nha mọi người. Hello, I'm good, thank you. I just wanted to stop by and introduce myself real quick. I'm Elizabeth, I'll be taking care of you tonight. And I'll join us before. Nice. Been a while. Oh, Matt, well, welcome back. Welcome back. We have drinks and stuff in the red menu, food in the black menu. Got menu nha mọi người. Yeah, papaya salad nè, matcha. Matcha salad. Matcha salad là trà xanh hả? Salad trà xanh hả? Tôm dùm xốp, quầm thông. Quầm thông. Quầm thông, những gì trời ơi. Vàng quá. Mực đen muối. Phải cần uống thuốc bổ não. Rồi, order nha. Ngoài ra thì còn có cái mì nè. Mì hoành thánh, vịt quay, phở, hủ tiếu, các loại. Wow, tiếng Việt luôn. Vietnamese bowl. Yeah, ok. Đang đói nè. Hôm nay tụi em đi thì họ có cái menu mới là happy hour, là giảm giá một chút xíu so với cái menu thường á. Thì bây giờ mình sẽ thử một vài món trong đây ha mọi người ha. Nhìn cái chai nước của họ nè. Bây giờ mình mở ra. Mở ra. Đó, mở nước ra. Phiêu nước vô. Phiêu nước vô ly. Nặng. Cẩn thận á. Oh, what is this? Smoke bubble. Oh. Ooh, smoke bubble. Can I inhale it? Yeah. Cute. Thank you. Cái này là mở đèn lên nhìn nó đẹp hơn nè mọi người. Cái này là li chi. Li chi thêm bubble. Nè, nó có ánh cầu vồng nè, nhớ không? Li chi rồi có bóng bong bóng trên nữa. Ủa, bóp thóp là bóp bồ đi. Ok. Thóp nha. Thóp thóp sao bóp bằng cái đó? Thóp bằng gì? Chứ bóp bằng gì? Ủa, ai biết? Thôi đó. Trời. Ooh, it smell. Nó smell giống như là cái mùi vải á. Hả? Mùi vải chứ mùi gì? Mùi vải. Thơm. Rất là thơm mùi vải. Mà tại là nó gọi là li chi mà. Rồi và đây là tôm dùm nước cốt dừa, thịt gà. Ai chưa phở? Có thịt gà không? À, cái đó nhìn giống nấm quá. Oh yeah. Gà trắng xé. Rất là đậm đà luôn nha mọi người. Chưa ăn thử luôn á. Để mình ăn thử nha mọi người. Đúng rồi. Cái này vừa ăn ghê á.
cay, chua cay mặn ngọt. Như cái cực đen đó. Ngon, ngon nha mọi người. Đây là meatball and gravy. Còn đây là phở của ba. Meatball and crispy. Ok. Phở bò, phở tái bò viên. Này ba bỏ giá vô ba. Phở nạm bò viên, nạm gầu bò viên. Phở nạm bò viên hả? Brisket là gì? Brisket là nạm gầu. Nạm gầu hả? Có chưa? Cô cái dĩa vậy tôi. Sắp sửa lên. Ủa noodle đâu? Noodle. Không thấy mì luôn á trời. Phải mì lên. Ra ba ăn thử nha ba, ăn thử mà coi đậm đà không? Sao thấy tao? Ok hả? Yeah. Rất là thơm luôn mẹ. Ok. Wow, còn đây là xà lách, dưa hấu và dịch quay. Dịch quay. Ok, ăn thử nha mọi người. Ok, bây giờ mời mẹ ăn thử món món này mới nha mọi người, món này mới. Là dưa hấu trộn gỏi dưa hấu. Gỏi dưa hấu với dịch quay. Ok. Để mẹ thưởng thức nha. Mẹ quay. Thấm sốt vô. Thấm sốt. Lạ ha. Vừa ăn không mặn. Giò trong hột điều. Hột điều nè. Hột điều. Có dưa hấu luôn rồi. Sốt có gì? Trong sốt có gì? Trong sốt có gì? Ăn được không? Trong sốt có gì mẹ cũng biết luôn. Mà ăn được không? Ăn vừa mẹ không? Ok. Nó có chua hay là nó không có chua? Ngọt ngọt mặn mặn, không chua. Mình sẽ ăn thử. Ăn đi, ăn chung luôn, cho cảm nhận chung. Ăn chung đi, mình cảm nhận chung nha. Giờ mình sẽ ăn hai cục này together. Quan ngại lắm nha mọi người. Ăn ngon nha. Ăn ngon. Vừa miệng. Giống như ta thì... trộn với nước tương, với đường, với dầu hào. Nói chung là dưa hấu thì ngọt. Hên xui. Cũng hơn xui, nhưng mà mình hơn là mình giống dưa hấu ngọt. Nhiều khi dưa hấu người ta lạc thì sao, đúng không? Nó cũng đúng rất rồi, là... cái ngày hè ơi, bức như thế này 100 lẻ mấy độ. Đây, dưa hấu ngọt. Ăn dưa hấu dưa. Là đúng bài. Là cái caramel garlic cream nha mọi người. Tôm sốt bơ tỏi. Là tôm sốt bơ tỏi, ok, thank you very much. Cũng rất là may mắn là có em gái tôi đi hôm nay nha. Nhiều khi hả, tiếng Việt á thì quên, tiếng Anh không biết chữ gì luôn. Rồi chấm cái nước sốt bơ. Dạ đúng rồi mẹ. Đây là món bún thịt nướng. Đó, dễ thương không, dễ thương không? Xin mời. Xin mời mẹ với ba. Okay, không, cái này không có ăn với rau, nó vậy á. Ăn đi gái. Rồi, chan nước mắm vô ăn. Ba ăn đi. Còn đây là Bangkok Chicken Wing. Là gà chiên sốt Thái. Gà chiên sốt kiểu Thái Bangkok. Đúng rồi. Ok, à, xin mời mọi người. Xin mời em gái yêu. Đây. Bát Thái lên luôn. Yummy. Thank you. Là bát Thái, hủ tiếu, xào kiểu Thái và bún. Ai ăn không? Ngon. Rất là thơm mùi bò. Tuyệt vời. Mùi tỏi nữa. Mùi bơ. Thơm mùi bơ tỏi. Tôm sốt bơ tỏi rất là thơm mùi bơ tỏi nha mọi người. Ngọt ngọt, giòn, tụi nghe giòn không? Ngon quá. Rất tiếc là cái chỗ này nó hơi ít nha mọi người, nó ngon nhưng mà nó ít quá. Một phần thì có, đây có ba con à. Bốn con. Què. Hai, bốn, năm con. Cái này là cái vỏ. Ủa cái này là cái vỏ. Nè mẹ, nhìn nè. Cái này con tôm, này cái vỏ tôm. Đây là vỏ tôm. Là một phần là ba con nha mọi người. Ủa cái sốt này là sốt chanh nữa. Ơi má. Sốt bơ. Ok, let's try. Ôi, thơm mùi bơ tỏi. Cái này á, chan mấy cái món mà xào bơ tỏi bên Việt Nam, ốc hương rồi chấm mì á. Mấy gì luôn kìa. Nói chung là ngon. Hải sản mà ăn bơ là best rồi. Cái phần vỏ nó là giòn như giòn lụng luôn coi nha. Vậy phải kêu thêm phần nữa không? Nó quá là ít luôn á. Rồi tiếp theo là mình sẽ có chicken wings. Cánh gà. Cánh gà chiên sốt. Như thích ăn cục nào? Cục này. Chị thích ăn cục này. Cục này nhiều thịt không? Không, em thích ăn xương với da.
Ok, xin mời. Chua. Em nói thơm cái mùi ngọt. Chua chua. Y chang như số Thái á. Thái Thái chua chua mà ngọt. Có mùi ngò gai nữa. Đúng rồi. Cũng rất là vừa miệng luôn. Oh my god. Ngon nha. Thì chị chưa ăn ba cái Sài Gòn ngon hơn. Sài Gòn ngon hơn hả? Vậy kêu cái đó luôn đi. Nhưng mà cái đó giống như nghề chị nước mắm mà nó đậm đà hơn. Ok, bây giờ mình sẽ dắt chanh vô. Bát Thái này họ để peanut riêng ha, để cho mình không bị allergic with peanut. Thì mình sẽ trộn vô. Mình không giống như đậu vọt. Ê, cái này nó xào hơi nhão đúng không? Ướt, xào ướt. À. Là xào ướt. Ủa chứ bình thường nó xào khô mà. Thì tùy chỗ người ta làm. Ok. Điều quan trọng là cái hương vị của nó. Ok. Hủ tiếu xào. Hủ tiếu này xào với thịt gà hả? Thịt gà. Ủa hồi nãy nó có hỏi mình là muốn xào thịt gì không? À là người ta chỉ có thịt gà thôi. Chứ mấy chỗ Houston là người ta hỏi mình muốn xào với tôm, tàu hủ hay là thịt gà hay là thịt bò nữa. Sao thấy sao cũng ok. Cảm thấy hơi bị ướt so với em. Trong những món thì cái món này là đánh giá thấp nhất. Nhưng mà nó không có giỡn. Ok, nó ok. Mà không, theo em nghĩ thì nó nên khô chút xíu nó được hơn. Thì giống như mỗi vùng miền ta khác, nhiều khi ta này vùng khác của Bangkok. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái món này nha. Chan vô luôn ha. Ừ, được. Chan vô luôn đi. Sao không tách cái dây ra? Ít thôi. Mình sẽ ăn thử bún thịt nướng. Nè, hai xiên thịt nướng nhỏ nhỏ xinh xinh mini. Bún thịt nướng mini. Ăn thử cục thịt nha mọi người. Bún thịt nướng khai vị. ngon nha, thơm mùi xả. Đây giống như mấy bà bán bún thịt nướng đầu đường nhà mình á. Ờ vậy ngon rồi. Ngon á. Bún thịt nướng khai vị bởi nó nhỏ nhỏ. Bún thịt nướng nướng xả nghe mùi xả. Bún thịt nướng xả. Thơm nó mềm. Thơm với mềm, vừa ăn. Và đây là tôm lăn bột. Mình sẽ chấm với mực lăn bột bà nói. Mực chiên nhỏ. Ok, sorry mọi người. Mực lăn bột. Mực lan muối. Hả? Trời bởi vậy. Em thì nhiều tỏi quá, cho thêm nhiều tỏi luôn. Tỏi đâu? Chứ mấy cái dụng này là cái gì? Không phải tỏi. Cái này là muối tiêu chanh. Tỏi này bà nội ơi. Không phải. Tỏi cá nhiều. Cái này giống như cái bột á, nó chiên giòn. Nó bị rớt ra á. Cái nước chấm là cái gì? Muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh mà sao nó có màu trắng? Nó bỏ sữa vô á. Mà vẫn mặn. Giòn quá. Cũng được. Chấm cái này hơi nhiều quá mặn à. Muối chấm ngọt. Chấm hết thôi. Chấm hết thôi. Bỏi à. Và tiếp theo là mình sẽ có món cơm chiên trái dừa hả Như? Cơm chiên tôm Thái với trái dừa. Ở trong trái dừa, ở dưới đây là nó có trái thơm. Đó, được lót với một cái dĩa, một cái mẹt với cái lá chuối. Và đây là trái dừa. Làm theo kiểu Thái. Hồi đó giờ mình chỉ được ăn cơm chiên thơm thôi, giờ mình ăn cơm chiên trái dừa ha. Được trong trái dừa. Ok, let's try. Nhìn nó nhiều quá nha. Ăn cái bông không? Lấy ra. Ăn thử đi. Ok, trong đây là có mật. Thơm. Cái bò. Không biết nữa gì nữa. Đây cái thơm luôn á. Thơm nè. Ngon, cái này là mật nè. Mật thì có mật với tôm nè. Bây giờ. Có cà chua. Có coconut. Có dừa bào. Cái miếng cua nè. Có dừa bào. Nó vừa miệng. Nó ok. Em nghe mùi tôm dâm quá à. Tôm dâm Thái mà. Đúng giờ không? Giờ tôm dâm chống. Thơm. Thơm. I like it.
Ở nguyên con tôm nè. Oh yeah, nó đang núp lùm. Cắm vô. Một con tôm rất là bự nha mọi người. Cái này núp lùm dưới á. Mình phải bới cái lùm lên. Bới cái lùm cơm lên mới thấy được con tôm hải sản. Tôm nó rất là dày và chắc thịt. Hạt cơm rất là tơi nè, tôm dày và chắc thịt luôn, ngon. Ăn hơi bừa nha, tại phải môi nha. Không có giữ, tụi nó vô. Ở dưới nhiều lắm, ở dưới nhiều con tôm lắm. Cái này chắc phải đổ ra ăn cho nó dễ. Và đây là cái bill cho buổi tối ngày hôm nay với giá tham khảo nha mọi người. À ở đây họ đã chạc luôn tiền service phí rồi nè. Tiền chip. Đó, ok. Đó, thế là sau một ngày chuyến đi dã ngoại của tụi mình lên thủ phủ của Texas, Austin. Chúng mình đã kết thúc chuyến đi bằng một bữa ăn rất là ngon luôn đó mọi người. Trời ơi no quá trời no. Nhưng mà vui mẹ. Vui rất là vui nhưng mà trời hôm nay nắng quá. Muốn xỉu. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã đón xem nha. Bye bye.